Cái năm nói thầy là 6 năm mới chạy được cái giấy phép nữa. Sao? Mở đi, khai trương công ty Việt Kido, gõ vô YouTube thấy Cái liền. này là cái công ty. Công ty Việt Kido đàng hoàng, tại vì nó không mới ra giấy phép được của sở kế hoạch đầu tư. Công ty gì, giấy phép là gì, giấy phép nó tên gọi là cái thuế là thuế trường dạy khí công, chứ nó đâu có biết, đâu có để môn phái khí công có, thấy không, thấy không, ra thấy chưa Khí công việc. đó. Mở nó coi, mở coi thêm clip nó, mẹ của nhà nước không phải của thầy đâu. Mở nó coi, múa lân tùm lum á, biểu diễn rồi quan chức xuống thầy đó, 7 đó 2014. đó năm đó cái đè 10 năm rồi lo chỉ phép đố ai dám ra được cái trung tâm vậy. Tiền không có đủ mà ra đâu, em chưa chắc có tiền mở trung tâm đó đó, vốn dù khủng khiếp nó mới dám làm. Chứ hỏi em dạy có mấy học trò ai mở bự vậy vậy mình em mà dám mở trung tâm, mở ra trời đất ơi, rung beng rồi gọi là động cả thành phố, động cả miền Bắc, cả động miền Nam, chỉ có một mình cha này mới làm cái chuyện trò này thôi, không có thằng nào mới mở một trung tâm dạy mà mở dạy bự vậy á. Vậy có mấy ông trò mở trung tâm bự gì rồi nó múa lân nữa, rồi ủy ban xuống dự nữa, rồi ông chủ tịch của quận 7 đó, ông chủ tịch cái dự án quận 7 tới dự nữa, rồi cái ông phó dự án của đường hầm, dự án của metro xuống dự nữa, hai ông đó xuống, với cái ông chủ bên ủy ban xuống dự là ba ông đó mà cứ giữ rồi nữa, thằng nào cũng mời mấy cha nó xuống, tiền đâu mà mời. Đó theo kéo kéo coi, nó không phải biểu Này. diễn, biểu diễn mà khí công dương, phải biểu diễn khí công âm, thôi không chết luôn. Làm gần là chuẩn bị trước 6 tháng ấy. Em biết cái buổi lễ nó con tốn gần 150 triệu, nó mướn nguyên cái vàng mà cái nhà lồng vậy, rồi cái mướn ghế trải đất, rồi trải rồi thảm, rồi mời quan chức xuống, rồi ngồi đãi một bữa nhậu mà 60 phần ăn nhà hàng nữa, ăn xong mỗi người một xách tay đem về nữa, một cái túi vậy này, bỏ đồ này kia, cái sách này sách kia, rồi quảng cáo này xách, mỗi người vừa đi vô giữ được một sách đó đem về, mỗi người trong mà tốn gần mày 500-600 ngàn một người, tự nhiên cho không vậy đó. Nhà nước nó làm vậy mới mệt đó. Muốn làm cái gì nó phải đủ những thủ tục vậy đó, thành ra hành mình dữ lắm, mình mới ra một cái giấy phép cực khủng khủng khiếp luôn, biết bao nhiêu tiền mà không được cái gì hết đó, cuối cùng đâu được cái gì, chứ được cái giấy phép thôi mà tốn cả cả tỷ mấy, tỷ tỷ tám, mở xong là 1 tỷ 8. Đúng, học trò lúc đó là học trò lúc đó lên năm đó là cách đây 10 năm là bao nhiêu học trò, 60. ừ hôm nay là 10 năm sau, hồi trước nó 10 năm Thì là bây giờ thầy có bao nhiêu học sinh? tính 5.000 thôi, số lượng học Ý trò là trên đã từng học thầy á. ở 5.000 người thôi, Kinh. trời ơi cái Vậy hồi thầy mở lại trung tâm là cũng được ấy. không Nhưng mà không họ không có học cùng một lúc thầy được. không học, bây giờ học học rồi học tới nữa chi đó, giờ chỉ có mở ra đại hội gì tới hết thì được, đại hội tới 5.000 người đồng ngồi sân vận động trường mới đủ, mà tiền đâu mà đãi mừng 5.000 người, mà chỉ có đại gia nào mà làm cái đó là lớn lắm, cả nước mới làm nổi. Trời ơi, danh sách của thầy 5.000 học trò này, cái điện thoại kia đó mà điền tên học trò nó đầy hết cái thẻ sim, nó nói hết chỗ điền là phải mua 3 sim, 3 sim là 3 cái điện thoại đầy hết học trò cũng không đủ nữa, bây giờ không còn chỗ nhét nữa, cái sim mà chứ không đủ.